Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì các bạn cũng đã biết là thận là một cơ quan rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Nếu mà thận hư nhẹ thì chúng ta có thể điều trị được. Và ở thận hư nặng thì coi như cuộc sống của chúng ta cũng rất là khó khăn. Thì cái bài thuốc này mình chia sẻ với các bạn rất là đơn giản. Nó chỉ có hai loại dược liệu, nhưng mà hai loại dược liệu này các bạn rất là dễ tìm hoặc là mua rất là rẻ nha các bạn. Nhưng mà công dụng của nó rất là quý và nhiều người đã áp dụng rất là hiệu quả và thành công. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn bài thuốc trị thận hư, thận suy và cái cách hỗ trợ trị dạ dày xuất huyết đường ruột. Bài thuốc này nhiều người đã sử dụng, thật sự là rất hiệu quả các bạn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là một cái loài cỏ mực hay còn gọi là cỏ nhọ nòi. Thì cái cỏ nhọ nòi này có rất là nhiều công dụng về gan, về thận, về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa. Và mình chia sẻ về hai công dụng của nó để hỗ trợ cho chúng ta về căn bệnh thận hư, thận suy, yếu thận và xuất huyết dạ dày, xuất huyết đường ruột. Như các bạn thấy thì cây cỏ mực này nó giống như một cái loại thần dược vậy các bạn. Nó rất là quen thuộc với chúng ta. Nó mọc ở khắp nơi ha, các bạn có thể rất là dễ tìm nó. Đôi khi chúng ta cũng không quan tâm, nhưng mà nếu chúng ta đã mắc bệnh thì ai cũng sẽ quan tâm và thật sự nó có công dụng rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ đi vào cái cách sử dụng. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một bài thuốc tổng thể và hai cái cách chữa thận hư thận sư nha các bạn. Hai cách. Khi chúng ta bị thận suy hoặc là hội chứng thận hư thì chúng ta sử dụng cây cỏ mực này. Chúng ta dùng tươi cũng được và dùng khô cũng được. Nếu các bạn có cây cỏ mực tươi mình sẵn trồng ở nhà các bạn, hoặc là sau vườn thì mình tìm mình sử dụng tươi. Còn những bạn mà ở thành phố, những nơi không có điều kiện để tìm cây cỏ mực thì mình có thể sử dụng dạng khô. Và cái dạng khô này được bày bán ở trên mạng cũng rất là nhiều, các bạn có thể dễ dàng tìm thấy ha. Thì cái liều lượng khi sử dụng là chúng ta sử dụng dùng khô thì các bạn lấy từ 10 đến 15 gram, còn dùng tươi thì mình sử dụng từ 30 đến 40 gram. Nếu các bạn dùng tươi thì các bạn sẽ bứt cái bông và cái trái cỏ mực này bỏ đi ha. Còn lại khi mà chúng ta dùng khô thì cái trái với lại cái bông của nó đã rụng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho dược liệu vào nồi, lấy thêm 10 đến 15 gram hoặc là 20 gram đậu đen xanh lòng, khoảng một nắm. Thì cái đậu đen xanh lòng này nè các bạn, bên trong của nó sẽ có màu xanh. Đậu đen này nó có hai loại nha các bạn. Một loại là có lòng trắng, một loại là có cái lòng xanh. Thì chúng ta sử dụng cái loại đậu đen xanh lòng màu xanh thì nó sẽ tốt hơn. Và cái màu xanh đó thì nó còn rất là tốt cho gan nữa đó các bạn. Sau đó chúng ta sẽ đổ vào nửa lít nước là khoảng 500ml ha các bạn. Nếu mà chúng ta nấu nước này thì chúng ta sử dụng nước lọc bình thường nha. Và nấu sắc lại còn khoảng hơn một chén. Một chén chúng ta ăn cơm á, thì mình một nửa lít nước mình nấu cho tới khi khoảng còn một chén là mình sử dụng được. Và chúng ta sẽ chia làm hai lần uống trong ngày. Chúng ta uống trước khi ăn hoặc là sau khi ăn gì cũng được nha các bạn. Bởi vì bản chất của cây cỏ mực này nó có công dụng là chữa trị dạ dày, cho nên là chúng ta uống trước hay sau đều được hết. Và chúng ta sẽ uống như vậy đều đặn và kiên trì cho khi nào mà hết bệnh thì thôi ha các bạn. Chúng ta uống đều đặn mỗi ngày, các bạn cố gắng kiên trì nha. Thì cái căn bệnh sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đó là cái bài thuốc tổng thể. Còn khi mà bị thận hư mà âm hư thì chúng ta cũng sử dụng cách này.
nhưng chúng ta sẽ chế biến theo một cách khác. Thì âm hư là sao các bạn? Âm là lạnh và dương là nóng. Khi mà âm hư là các cái lạnh của nó đã bị hư đi thì dương xịn, dương thịnh nó sẽ nóng, thì cơ thể chúng ta bị nóng ha. Còn nếu mà chúng ta phải bồi dưỡng cái âm lại thì cái âm lại chúng ta sẽ cho âm dương nó được cân bằng bằng cách nè, làm như sau. Chúng ta cũng sử dụng giống như vậy ha các bạn. Cỏ mực và đậu đen xanh lòng, mỗi thứ 10 đến 15 gram. Chúng ta bỏ vào nồi, đổ nước, sắc lại, đổ nửa lít nước, sắc lại còn một chén và chia làm hai lần uống trong ngày. Còn nếu mà chúng ta thận dương hư, thận dương hư có nghĩa là dương nó nóng, âm là lạnh, thì dương hư có nghĩa là cái nóng chúng ta nó bị hư, thì cái âm nó lạnh, cơ thể chúng ta hay bị lạnh nè, sợ nước, sợ tắm các bạn, thì chúng ta phải bồi bổ cái dương lại để cho âm dương nó cân bằng ha. Và chúng ta sẽ làm theo cách như sau. Chúng ta sử dụng cỏ mực khô, sao vàng, đậu đen chúng ta cũng sao vàng luôn, sao vàng lên ha. Và cái liều lượng là từ 10 đến 15 gram. Cả hai loại 10 đến 15 gram mỗi loại nha các bạn. Hai loại này chúng ta sử dụng khô á. Và cái hai loại này chúng ta đều đem đi sao vàng hết, bỏ vào trong nồi, đổ nửa lít nước, nấu sắc lại còn một chén uống trong ngày. Khi mà dược liệu chúng ta sao vàng thì nó sẽ hấp thụ nhiệt, và cái nhiệt đó là nóng. Chúng ta đang thiếu nóng trong cơ thể, chúng ta đưa nóng vào cơ thể thì nó sẽ bồi bổ cái dương lại, âm dương sẽ cân bằng. Đó là bài thuốc cực kỳ tuyệt vời, các bạn có thể tham khảo nha các bạn. Về căn bệnh sốt xuất huyết dạ dày, sốt xuất huyết đường ruột thì chúng ta sẽ làm theo cách như sau. Chúng ta sử dụng một nắm lớn cỏ mực tươi, ngắt bỏ trái và hoa nha các bạn, rồi giã nát hoặc là bỏ vào trong cái máy xay sinh tố ha. Đổ vào 150ml nước vào trong cái máy xay thật là nhuyễn, và chúng ta bỏ thêm 1 đến 2 hạt muối hột nha các bạn. Và nếu chúng ta giã thì chúng ta sẽ vắt lấy nước, còn nếu mà chúng ta xay nhuyễn thì chúng ta sẽ uống cái phần cái luôn. Và uống một lần, uống trước khi ăn 30 phút. Uống đến khi nào hết bệnh thì thôi nha các bạn. Chúng ta kiên trì uống ha. Và đây là vấn đề hỗ trợ điều trị xuất huyết dạ dày và đường ruột cấp tính. Cấp tính là nó mới bị, còn nếu chúng ta bị mãn tính là bệnh lâu dài rồi nha các bạn. Khi chúng ta thường xuyên đi cầu ra máu nè, thì chúng ta sử dụng cái cây cộng sản ha, cây yên bạch á, việt cộng á các bạn. Chúng ta sử dụng cây này không có hoa, lấy lá và cái đọt của nó xay nhuyễn hoặc giã nát, thì cũng giống như cái nãy á, nó sẽ cầm liền ngay nha các bạn. Thì mình cũng chia sẻ là có một cái người bác bị ung thư đại tràng xuất huyết, một tuần lễ ông sử dụng cái bài thuốc này trong vòng một ngày, thì rất là may mắn là nó hợp với cơ địa của ông, thì nó đã hết hẳn, nó cầm lại, nó không bị nữa. Mặc dù ở trong bệnh viện ông đã một tuần ở trong bệnh viện uống thuốc mà nó không hết, mà ông lại sử dụng cái bài thuốc này thì nó lại hết đó các bạn. Thì đôi khi những cái cây thuốc nam như thế á, thì nó rất là tuyệt vời. Mong rằng những cái chia sẻ của mình sẽ mang đến cho các bạn một cái tinh thần, một cái tia sáng để mà các bạn có thể hy vọng chữa được khỏi bệnh. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh. Chúng ta hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.